đến tình hai đứa vẫn chưa đi tới đâu. Tôi biết bài gì không? Trọn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm rất mới đây, dù không muốn nhưng những dòng tin nhắn chửi rủa vẫn cứ dồn dập gửi về. Mạnh Quỳnh cũng buộc phải có đôi lời bày tỏ như sau. Tôi khuyên các bạn rằng, sống trong cuộc đời này, nếu không đem lại tình thương cho người khác thì cũng đừng làm người ta tổn thương. Đã không đem lại niềm vui thì cũng đừng khiến người khác phải buồn. Đó là quan niệm sống tôi muốn truyền tải. Thời gian qua, có quá nhiều người đã gây tổn thương tới người khác. Hơn nữa, tôi quan niệm trong cuộc sống này có 100 người thích tôi thì cũng phải một vài người không thích tôi. Những người không thích tôi thì lúc nào cũng chỉ biết moi móc cái xấu của tôi ra để chỉ trích. Khi ấy,
dù tôi có làm cả trăm ngàn điều tốt đi chăng nữa thì trong mắt họ, tôi vẫn cứ là người xấu. Vì vậy, không việc gì phải quan tâm đến những người như thế. Tôi sống là sống cho bản thân tôi và những người thân yêu của tôi. Tôi khuyên các bạn cũng nên sống như vậy. Trên đây là những quan niệm sống tôi muốn truyền tải đến cho các khán giả trẻ, nhỏ tuổi mới đến với tôi. Còn những khán giả trạc tuổi hoặc hơn tuổi tôi thì tôi không dám bàn luận về vấn đề này vì họ đã sống hơn nửa đời người, trải qua đủ đắng cay, khổ sở hết rồi nên hiểu hết. Tôi không dám nói khôn nói khéo gì, tôi chỉ truyền tải cho các con các cháu sau này thôi. Trong hơn 3 năm qua, dịch bệnh hoành hành khắp nơi và cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ, gây nên nhiều mất mát, từ người thân tới tiền tài, của cải, công việc, mọi thứ đều bị xáo trộn. Bây giờ, mọi người hãy sống, làm việc và nhìn về tương lai tươi đẹp hơn cho gia đình, người thân. Còn gặp nhau là còn vui vì không biết ngày mai thế nào. Ở nhà tôi cũng có hai thằng con trai và tôi luôn dạy con mình những điều đó. Con tôi năm nay cũng 17 tuổi, chỉ một năm nữa là đủ tuổi lái xe và vào đại học. Tôi mong mọi người vẫn thương nhớ hình ảnh của Phi Nhung. Những gì đã qua thì cũng qua rồi, không thể nào níu kéo lại được và có nuối tiếc bao nhiêu cũng không làm gì được. Mọi người hãy sống bằng cái tâm của mình, sống cho thật tốt. Trong thời gian qua, từ khi Phi Nhung ra đi, có nhiều chuyện đến với tôi khiến tôi không thể nào ngờ tới, tạo cho tôi nhiều áp lực. Ngày trước, mọi người thấy cả năm trời tôi chỉ thi thoảng vài lần lên mạng xã hội để đăng cái này cái kia và cũng vì quản lý nhắc nhiều nên tôi mới làm. Tuy nhiên thời gian vài tháng gần đây, ai cũng thấy tôi xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Tôi xuất hiện nhiều trên mạng xã hội không phải để thể hiện cái gì, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng tôi vẫn bình an, khỏe mạnh và sống trong thực tế, thực tại. Tôi làm vậy vì có nhiều kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt về tôi và Phi Nhung, tạo nên scandal, làm ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của tôi. Người ta nói tôi đột quỵ, đã qua đời, một số khán giả cũng tin vào điều đó. Hôm trước, khi tôi đi hát ở một tiểu bang, nhiều khán giả mua vé không phải tới nghe tôi hát mà xem tôi còn sống hay đã đột quỵ mà chết. Họ đọc báo mạng nên tin vào tin đồn nhảm. Vì thế nên tôi mới phải lên mạng xã hội nhiều để cho khán giả biết được tôi vẫn sống khỏe, bình an. Hơn nữa, tôi cũng sáng tác thêm nhiều ca khúc mới nên muốn thể hiện cho khán giả nghe, coi như lưu giữ chút kỷ niệm nào đó khi Phi Nhung bỏ chúng ta mà đi. Thực ra tôi rất lười, làm biếng lắm, đáng lo hơn. Mạnh Quỳnh còn tâm sự đôi lời về sức khỏe của mình thời gian gần đây. Khoảng một năm trở lại đây, tôi bị mắc một căn bệnh. Đó là bệnh suy giảm trí nhớ, hay quên. Tôi rất dễ quên, nên nhiều khi đi show bị quên lời bài hát. Thực sự thì tôi đi show bao nhiêu năm nay, hát cả ngàn bài nên không thể nhớ hết. Trong một năm gần đây, nhiều lúc đang hát trên sân khấu, tôi hát tới câu này lại bị khựng lại vì quên câu sau, không biết mình đang hát cái gì. Tôi đang cố gắng khắc phục căn bệnh này, tôi sẽ đi bác sĩ khám và hỏi xem mình bị bệnh gì mà trí nhớ lại suy giảm, không tốt như xưa nữa. Đàn ông qua tuổi 50 như tôi dễ bị suy giảm nhiều thứ. Tôi giống như một cỗ xe, chạy bao nhiêu năm rồi cũng đến lúc phải hư chỗ nọ, chỗ kia, cần đi bảo trì. Có thể tuổi tác đã làm tôi thay đổi một số thứ trong cơ thể dẫn tới suy giảm trí nhớ. Mỗi năm cứ vào tầm tháng 12 tới tháng 1 tôi sẽ bị một trận ốm rất nặng. Có năm tôi bị nặng tới mức nằm liệt cả tháng trời, không ăn uống gì được hết. Thời tiết ở Mỹ mùa này mỗi nơi một kiểu nên khi đi show, di chuyển nhiều nơi khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Cơ thể tôi vốn phụ thuộc vào thời tiết, chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc gặp lạnh là tôi bị cảm ngay. Video đến đây là hết.